Chị Hồng, Chào em. dạ hôm nay chị Hồng đại diện cho nhà sản xuất thì mình tham quan lại cái mô hình sầu riêng của sử dụng những sản phẩm của bên mình Ok. và theo quy trình của Sago, anh em cũng theo sát cái vườn này từ đầu đến cuối luôn. Cái vườn này là được trái này được bao nhiêu ngày rồi em? Dạ trái đến bữa nay là được tầm 120-130 ngày rồi chị, nó có lệch nhau cỡ 10 ngày. Dạ thì bây giờ giai đoạn này thì nó đang cho lên cơm. Dạ Vậy là mình xịt cái gì cho lên cơm? dạ Sản cái phẩm nào? Asigo Nutra với thằng Đấy, Cali đúng không? Kali trong biển của mình á. Dạ Nhìn thấy trái dạ màu đẹp ha, gai cái đỏ. tại cái giai đoạn đợt trước đó, nó có bị mưa nhiều á nên cái màu nó không chưa được Chưa sáng lắm. sáng hả? Dạ nhưng mà hiện tại so với cái mặt bằng chung thì cái màu trái này nó quá ok rồi. Đúng Dạ rồi, và thấy uống thấy ra là thời tiết là mưa, hình như mưa gần tháng này là mưa liên tục mỗi ngày dạ đó đúng không? mưa liên tục á. Dạ Thấy gai nọ đều nè. chị thấy mẫu trái và số lượng trái nó cũng ok á. Dạ Cái cây này được bao nhiêu trái em? dạ cây này thì nó khoảng đâu 90 mấy trái chị. Vậy là trung bình Dạ mỗi trái nó khoảng độ 3-4 kg đúng không? dạ bình quân nó 3 kg thì nó rơi tầm cây, nói chung mà bình quân cây tầm 2-3 tạ đều đều. Vậy là cái vườn này là xài cái sản phẩm của bên Sago của mình là từ đầu đến từ cái giai đoạn ban đầu đến cái giai đoạn bây giờ luôn, tất Dạ cả các cái đầy quy trình. đủ quy trình từ lúc phục hồi tới tạo bông rồi nuôi trái dưỡng trái, không dùng bất cứ một cái phân hóa học hay là hữu cơ nào ngoài hết. Quá tuyệt vời. dạ Cây đến giai đoạn này rồi mà lá còn rất là sung ha, sum dạ xuê dạ và lá xanh thì lá. ok. Nói trái thế này là Dạ mình hoàn đi toàn đẹp. tham quan hết mấy cái cây như vậy. Đây là cái sản phẩm mới của mình á, đưa vào á, sản phẩm đồng á, đồng dạ Sago á, là mình đã áp dụng vào cái dạ vườn này vườn chưa? vườn này cũng xử lý được một hai cử đợt trước rồi chị, cái tình trạng Chỉ thấy là mấy cái nó lá, cũng khô rồi đó, bệnh nó cũng khô. thấy là cái nấm hồng là nó khô luôn đúng Dạ không hả? Thấy đây là này, rõ ràng này. dạ này sẽ lấy được 2 lần này. Lần sau cùng là xịt là cách đây bao nhiêu ngày? Dạ khoảng 10 ngày vậy. Thế chị thấy là tất cả những cái nấm hồng nó đều khô. Dạ Còn rong rêu, những cái mà nó bám vào trong cái dạ đợt thân trước cái cây á, vườn này nó cũng bị nhiều, bây giờ nó cũng đỡ rồi. hạn chế đúng Dạ không? Vậy là quá tốt rồi. Mấy cây này bao nhiêu tuổi rồi Quang? cây này 9 đến 10 năm á chị, 9 10 năm. Nhìn thấy đang giai đoạn cho trái nhiều ha. Dạ tại cái cây này đợt trước là nó cũng bị suy, đợt trước năm ngoái ảnh làm theo cái quy trình kia thì nó cũng hơi bị suy, sau này mình vô từ lúc phục hồi tới giờ thì dàn lá nó mới khỏe lại. Vậy tốt quá rồi. Vậy những sản phẩm của mình là đáp ứng được cái nhu cầu của vườn và chủ vườn đúng không? Dạ nói chung là anh chị sử dụng thì rất là vui và khoe vườn biết thôi. Tuyệt vời. Và hy vọng là những cái quy trình của mình sẽ được lan rộng, lan Dạ tỏa nhiều hơn đối với nhiều cái nông dân trồng cây ở đây. nói chung là lúc đầu mình xử lý thì cũng chưa tin tưởng lắm đâu, tại vấn đề là không dùng hóa học mà không dùng hữu cơ thì nó rất là cũng lấn cấn, Đúng nhưng rồi. mà người ta sử dụng và thấy trái nó lớn rất ổn định mà nó đậu trái, số lượng trái thì cực kỳ nhiều và mẫu trái thì rất đẹp. Đúng Dạ rồi, thấy đẹp và nhiều trái, rất đều trái nữa. dạ Mà trong cái thời điểm mà mưa nhiều như thế này là thấy là cái cây trồng trong cái thời điểm khắc nghiệt đó, mà dạ cây trồng nó vẫn chịu đựng được như vậy là rất là tốt. dạ Đúng rồi, sản phẩm của mình là nó mang lại hiệu quả. cái dàn lá mà trước là nó xấu lắm, với lại đợt trước ảnh cắt tỉa cũng mạnh nữa, cái cây dàn cây này ảnh cắt tỉa rất Nó mạnh yếu luôn. đi đúng không? Dạ ảnh cắt một lần đó, nghe nói cắt tỉa là cắt phát trụi lũi luôn, bữa nay nó đi được 2-3 cây, kéo thêm một cây mới đây nữa nè. Mình thấy là rất là đẹp. Dạ Bây giờ thấy dàn lá vẫn là rất là sung, mà trong khi đó là nuôi cây và nuôi trái đến giai đoạn này là 120 ngày rồi. Hoạt động bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ từ thu hoạch, mình sẽ được dạ cắt. nếu mà trời nắng ráo ok thì chắc tầm nửa tháng là chị, tại cái vùng này là nó mưa nhiều với lại khí hậu nó cũng hơi không được nóng bằng dưới thì nó sẽ bình quân thì nó rơi vào tầm 140 đến 150 nó mới cắt được. Nhưng mà chị thấy là cái vườn này rất là hay, là khi mà nuôi rất là nhiều trái cây, một trái lớn nữa, nhưng mà họ không còn phải buộc cái dây để đỡ cây á, đỡ trái á. Bởi vì Dạ các cái vườn khác như ở Đắk Lắk là họ đều phải dùng cái dây để đỡ dạ nó cũng trái có chị, á. nhưng mà có không biết cái cây này có ít ở trên nó cũng buộc kìa, chắc lười sao mà ít buộc ấy, Nhưng mà tại chứng năm tỏ là nay cái cây nó có cái lực á. Dạ cái đúng rồi, nó có lực nó giữ á.
Dạ, cái cuống nó chắc lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Lên cây này này chị, lên trên này, cái lạt này trái đều. Cái dàn lá nó tới nhìn bây giờ rất là mà xanh và mướt. Khỏe luôn đó. Dạ. Đúng rồi, chị thấy là nuôi khỏe. Trái rất nhiều nhưng mà dàn lá nó khỏe. Đó, đấy là cái dấu hiệu cái cây đó nó khỏe mạnh. Dạ, cây và này nó đủ đã, dinh dưỡng. Cây này trước bận muốn chết rồi bây giờ nó vẫn đeo được gần này trái. Đúng rồi, chị thấy là bị nấm bệnh nhiều nè. Tại đợt trước dùng cái hóa học nhiều á, với lại mình kiểm soát không được cái lượng đạm với lại lượng phân. Đợt trước anh cũng sử dụng phân chuồng mà làm dùng á, nên nó cũng bị bệnh, sinh ra cái bệnh nhiều. Wow, nhìn cái cây này trái đã quá ha. Dạ. Quá tuyệt vời. Cái cây này nó khoảng độ trung bình là mấy tạ em? Cây này chắc không phải được 3 tạ vậy. Giá sầu riêng lúc này là chắc là tương đối tốt đúng không? Dạ, bữa nay thì mưa gió với lại nó có thì nó cũng hơi giảm xíu. Nhưng mà nó lái về công ty thì cũng được 70-80. Vậy là nông dân vui mừng rồi. Dạ. Chùm thì quá nó hơi giảm đi. So với lúc mình định cao thôi, chứ còn thực ra cái giá 70 hay 70 thì nó cũng quá ok rồi. Mẫu rất đẹp. Chị nghĩ là mấy cái rêu này là khi sử dụng cái đồng sago của mình là nó sẽ khắc phục được nè. Dạ. Sẽ hạn chế những cái rêu này. Này vài bữa nữa cho anh chị xử lý lại thêm cử nữa. Đúng rồi. Dạ. Để nó hạn chế những cái rêu đó. Cây này đẹp. Đều, mấy anh em đang tham quan bên này. Đây là dòng sản phẩm của mình thấy là thể hiện được cái hiệu quả tốt. Dạ. Nhưng mà xử lý tưới gốc là dùng thằng Fuvetit Ultra Vamino chủ yếu bàn đó để thay thế hóa học luôn. Vậy là quá tốt. Dạ. Tại vì cái liều lượng sử dụng của nó mới để nó cái hiệu quả nó cao, nó trực tiếp vào cây ấy, nó cải tạo đất và nó nuôi dưỡng cái hệ thống rễ luôn, nó cung cấp cái cây trồng. Cái ở vùng này này là sợ nhất là lúc mà lên cơm á. Mà không lên cơm nổi. Tại vấn đề là nó mưa và lại dùng nó bị tồn dư cái lượng đạm ở dưới là nó không lên cơm được. Nó có thể kéo dài 106-108 ngày có. Là trái nó lớn lắm. Nó lớn liên tục, nó không thế có chịu nữa. Sao để mình khắc phục điều đó? Dạ. Thì đó vừa này là em không cho một trái một hột NPK nào hết. Ok. Là mình sẽ kiểm soát được là mình dùng Ultra Amino hấp thu nhanh và hoàn toàn. Thì mình nó không bị tồn dư. Thì sau này mình kiểm soát vấn đề lên cơm nó rất là dễ. Khắc phục được cái nỗi lớn mà dư thừa đạm hả? Đúng rồi. Có những vườn cổ trước là người ta đã cắt trong cái giai đoạn mà mưa 20-30 ngày luôn á, nhưng mà cơm vẫn ok, vẫn đẹp. Dạ. Vậy là rất tốt rồi em. Dạ. Cây cái bên này cũng đẹp. Nông dân này rất là hài lòng. Cây này như là nhiều trái nhất vườn. Cây này 130+ trái. Cây này dùng là 10 đều tuổi hết đúng không? Đó. Dạ. Cây này 10 tuổi. Nhìn dàn lá nó khỏe này mà xanh thế này mà trong khi trái nó được hơn 100 ngày. Dạ. Thường trái mà nó già nó lớn là nó hút dinh dưỡng cực kỳ mạnh á. Nó mới cùng với tưới kali lên cơm rồi đó. Dạ. Thế chị thấy là cái sẵn. Đúng rồi. Cái này đó nó mới lên cơm á, cái màu lá nó cũng hơi xuống nhưng mà nó còn mềm lắm. Lá nó rờ vô nó mềm, chứ nó không có bị giòn. Đúng rồi. Bình thường mà người ta phun lên cơm hoặc là tạo mầm hay là gì đó là nó sẽ bị cháy lá. À. Do hấp thu không hết á. Nhưng mà cái kali của mình kali đông biển nên là rất là mát, nó khi mà xịt lên thì nó lên cơm mà rất là đẹp màu cơm, nó không có bị gây cháy lá đúng không? Đông biển nó cũng dẫn truyền á, nó giúp hấp thu kali tốt hơn. Lá nó mềm. Cây này có dùng sago đồng rồi đúng không? Dạ. Nhìn tất cả những cái vết cái vết nó cũng khô lại đều rồi khô hết rồi. Nhìn cái lá nó mơn mởn. Ăn nhiều vườn quá. Nên là nhiều vườn quá nên chăm sóc cái số lượng lớn á, thì nó cũng không có chưa được kỹ đúng không? Dạ. Nếu mà số lượng ít thì anh chăm kỹ hơn thì nó cũng đỡ bị tình trạng này. Nhưng mà thấy màu trái này cũng rất là đẹp rồi nữa so với những cái thời tiết khắc nghiệt như bây giờ ở đây đang gánh chịu á. Dạ. Mưa nhiều mà gần cả tháng á, mưa liên tục mỗi ngày á. Dạ đúng rồi. Những trong khi đó mình nhất là nấm, cái mùa này là nấm nhiều lắm. Nhưng mà vừa này thì mình không thấy trái bị nấm. Dạ, các trái là hầu như là không có chưa thấy nấm. Đúng rồi. Vậy mình khắc phục được cái vấn đề đấy. Tại mình dùng cái Ultra định kỳ á, nó thay thế luôn, nó như là vaccine mà. Đúng nó rồi. đỡ nấm cực kỳ. Đúng rồi. Dạ. Vậy là quá tốt. Đẹp. Vậy là vườn này nó hứa hẹn. Dạ, vườn này ít cây á, chứ còn vườn của anh chị ở bên kia cả 300+ 400+ cây bên đó nữa. Dạ. Bên kia thì cây có 5 năm thôi, nhưng mà nó cũng đạt lắm.
5 năm vậy là mới cho trái từ đầu đương nhiên đúng không qua? Dạ năm ngoái là cho bói rồi. Ừ. Năm ngoái cho bói nhưng mà mẫu trái thì nó xấu lắm do anh chị cũng chưa tập trung mấy, với lại cũng chưa rõ làm chưa ổn. Năm nay thì đẹp lắm. Cái nhánh này là nó bị nấm đúng không em? Chỗ này dạ. Xong rồi cạo đi chứ. Ờ. Chị nghĩ là khắc phục cái đồng của mình vào là nó sẽ thêm cái sức mạnh nữa. Dạ. Nó cũng tốt dinh dưỡng mà nó lại vừa kháng bệnh. Dạ nên cái đồng nó sẽ đợt này sẽ cho xử lý. Ừ. Thứ nhất là những vùng mà người ta xử lý rửa vườn. Đúng rồi. Thì ví dụ như cánh miền đông mà là những vườn như thế này thì trong mùa mưa mình vẫn xử lý luôn, xử lý vừa là rong rêu nấm tảo rồi nhưng mà còn cả cái nấm nữa. Ừ. Cái nấm nó vẫn ok luôn. À. Dạ cho xử lý luôn cái nấm. Dạ rồi. Cái nhánh kia là bị dạ nó bị tét là chị. Bữa gió dạ, mưa đúng không em? Gió nó quạt tét. Ừ. Mấy cái cành mà cành nó đứng lên á. Rất dễ như cái cành này. Cái cành đứng này nó rất dễ bị tét. Ừ. Gió nhẹ cái là nó tét. Thẻ cành ngang nó lại khó tét hơn. Ừ. Dạ. Nhưng mà chị thấy trái Monthon nó ở so với sánh với miền Tây là Monthon là trái nó không có được đều đẹp như thế này, nhưng mà trái Monthon ở trên này là dạ, hương thái rất là đẹp. Dạ. Trái đều trái cái gai của nó nữa. Đấy, vùng đất nó không có nắp mô, cái dinh dưỡng của nó tràn ra nhiều. À. Rễ nó ăn được xa hơn thì cái nào nên là cái trái của nó rất là đều, khả năng đều hút trái. Dinh dưỡng của nó nhiều hơn. Tốt đúng dạ. Không em? Cảm thấy rất là vui khi mà đến thăm cái vườn mà xài tất cả các sản phẩm Sago từ đầu quy trình đến cuối quy trình. Dạ. Về sau thì chị em mình nhiều. Có thể là đi thăm thêm vài vườn nữa. Ừ. Nhưng cũng khu vực xung quanh đây thôi. Ok. Nó cũng nói chung là vườn nào xử lý nó cũng ổn hết á. Đúng rồi, thấy. Bà con cũng rất vui. Dạ. Nhìn thấy là nhìn dàn lá không thấy mê rồi. Dạ. Xanh mướt mà dày nữa. Trong khi đó là nuôi trái gần thu hoạch. Nghĩa là dạ, cây nó phải mất sức, cây của mình phải sản phẩm của mình nó không bị mất sức đúng không? Cây dạ, rất là khỏe. Còn đánh giá nó cực kỳ tốt á. Ừ. Là dàn lá khi nào nó cũng khỏe. Cây nuôi trái nhiều. Đúng rồi. Dàn lá khỏe. Rất là đẹp. Rồi, cảm ơn chị Hồng. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Đồng hành cùng Arogician. Dạ. Để mang đến những cái sản phẩm tốt và hiệu quả cho người trồng sầu riêng. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thôi được rồi.